Xin kính chào quý khán giả của chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp. Mấy ngày nay trời có lúc mưa, lúc nắng. Câu chuyện hễ mưa là úng ngập là nỗi lo thường trực của người dân một số khu vực trên địa bàn thành phố. Ngoài lý do khách quan là mưa lớn thì theo các chuyên gia, vấn đề quy hoạch cũng là một nguyên nhân chính. Cơn mưa sáng sớm nay không dài và cường độ không quá lớn. Thế nhưng đường Quang Trung, đoạn gần ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông và các tuyến đường nội bộ trong khu đô thị Văn Phú đã ngập sâu gần 40 cm, khiến cho việc đi lại vô cùng khó khăn. Người dân cho biết, từ đầu mùa mưa đến giờ, ở đây đã 3 đến 4 lần ngập sâu thế này. Ngay sau khi xảy ra mưa lớn, doanh nghiệp thoát nước phụ trách địa bàn Hà Đông đã tiến hành bơm tiêu úng đảm bảo an toàn giao thông. Do tốc độ đô thị hóa quá nhanh, song không có sự kiểm soát cốt nền các dự án xây dựng cũng như thiếu giải pháp đồng bộ về thoát nước trong khu vực là nguyên nhân gây ra cảnh ngập úng cục bộ mỗi khi xảy ra mưa lớn. Những ngày này, cả nước đang diễn ra nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tri ân người có công với nước luôn là một nét đẹp truyền thống của dân tộc ta. Lãnh đạo quận Long Biên đã đến thăm và tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn 4 phường là Việt Hưng, Cự Khối, Sài Đồng, Thượng Thanh. Đoàn đã đến thăm hỏi bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Trả. Mẹ năm nay đã 99 tuổi, có hai con trai là liệt sĩ Trương Văn Quyến và liệt sĩ Trương Văn Duyến, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đoàn cũng đã đến thăm tặng quà cho gia đình cựu chiến binh Đào Thế Trịnh, cựu chiến binh Phùng Đức Định, tặng quà và tặng sổ tiết kiệm cho bà Nguyễn Thị Thu, vợ liệt sĩ. Hiện trên địa bàn quận Long Biên có 3.659 người có công với cách mạng. Tất cả đều được đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân của quận quan tâm, chăm lo chú đáo, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với tấm lòng biết ơn của những người đã hy sinh xương máu cho dân tộc. Cũng trong dịp này, đội cảnh sát giao thông số 8, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín tổ chức thăm hỏi và tặng quà hai gia đình thương binh là các ông Trần Đình Lợi sinh năm 1942 bị nhiễm chất độc hóa học 80% trong chiến tranh và ông Phạm Bá Chiến sinh năm 1947 là thương binh hạng 1/4 bị ảnh hưởng chất độc hóa học 61%, hai mắt đã mù. Phần quà tuy không nhiều về giá trị vật chất nhưng nó là tình cảm, thể hiện sự tri ân biết ơn của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông thủ đô dành cho các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, thiện truyền thống đạo lý tốt đẹp, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đã gần 4 tháng kể từ khi phóng viên chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp làm việc với Ủy ban nhân dân phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai về việc xử lý bãi đỗ xe tự phát trên dọc ven sông Xét ở ngõ 553 đường Giải Phóng. Liệu đến nay lời cam kết kiểm tra xử lý của chính quyền địa phương đã thực thi, vi phạm có được xử lý? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Nhận được ý kiến phản ánh của đồng chí phóng viên cũng như là phường cũng đã nhận được rất nhiều các ý kiến của người dân. Ủy ban dân phường cũng đã có 2 lần có văn bản gửi Ủy ban dân quận đề nghị lắp đặt cái biển cấm đỗ cấm dừng trên tuyến đường. Sau khi mà có biển lắp cấm đỗ cấm dừng trên tuyến đường thì Ủy ban dân phường sẽ phối hợp với công an phường sẽ giao công an phường cùng với cả công an quận Hoàng Mai và đội thanh tra giao thông vận tải quận Hoàng Mai sẽ tổ chức các lực lượng để xử lý cái việc dừng đỗ không đúng quy định trên cái tuyến đường. 4 tháng sau, lời hứa sẽ kiểm tra xử lý của chính quyền phường Giáp Bát chắc như đinh đóng cột. Nhưng vi phạm thì vẫn ngang nhiên tồn tại. Hàng trăm mét lòng đường suốt nhiều tháng qua thường xuyên bị chiếm dụng làm bãi đỗ xe, gây ùn tắc, gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi đường vào giờ cao điểm. Em đi xe máy này, một chiều mình đi ô tô, mình có một người ở trước đấy thì tránh phương tiện rất là khó. Nhiều khi mình phải đi lên vỉa hè, bắt đầu mình xuống. Đấy thì có những trường hợp thì hai ô tô mà người ta không nghỉ nhau thì vẫn có thể tắt đường. Nhiều lúc về muộn thì em anh tắc ngay trước cửa. Theo lý giải của Ủy ban nhân dân phường Giáp Bát thì phường đã kiến nghị lên quận Hoàng Mai, còn quận có trách nhiệm đề xuất với Sở Giao thông Vận tải để cắm biển cấm mới có thể xử lý vi phạm. Nhưng đã 4 tháng trôi qua, một tấm biển cấm dừng cấm đỗ phương tiện dưới lòng đường ở đây xem ra vẫn còn quá xa vời với người dân ngõ 553 phường Giáp Bát. Đáng buồn là trong khi thành phố đang quyết liệt cố gắng duy trì những kết quả trong công tác lập lại trật tự đô thị, thì tại một số địa phương vi phạm lại được bỏ qua. Trong những chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai để có câu trả lời thỏa đáng cho người dân về vấn đề này.
Đến đây 5 phút của chương trình cũng đã khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào đúng khung giờ này ngày mai. Vì một lý do nào đó không xem được chương trình, quý vị hãy truy cập kênh YouTube Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội hoặc fanpage của chương trình Hà Nội đẹp và chơi đẹp trên Facebook để xem lại các chương trình đã phát sóng. Xin thân ái chào tạm biệt.